Công thức làm cơm tấm sườn nướng tại nhà ngon không kém gì ngoài hàng đây. Mà trước tiên để tôi dần cái miếng thịt này đã. Giờ tới phút pha sốt ướp thịt thần thánh nè. Nguyên liệu nêm nếm tí hồi tôi để chi tiết trên màn hình nha. Thay vì sử dụng đường thì thịt dễ bị khét, hay là sử dụng mật ong sẽ làm át đi cái vị của thịt. Mấy bà xài sữa đặc ông thọ đi. Miếng thịt sườn lúc nướng sẽ mềm mọng nước đậm đà mà màu còn đẹp mắt nữa. Với số lượng nguyên liệu nêm nếm này thì tôi ướp cho khoảng tầm từ 1 tới 1,5 kg thịt á. Mấy bà nhớ phải gia giảm lại theo khẩu vị của mấy bà nữa nha. À mà lưu ý, nếu như ướp thịt qua đêm thì khoan cho nước mắm vào. Trước khi nướng 1 tiếng thì hẳn cho nước mắm vào. Trong lúc đợi sườn thì tôi đi nấu nước mắm ngọt để ăn chung với cơm tấm. Mấy bà cứ pha theo tỷ lệ 2 nước, 1 đường, 1 mắm và 1/2 quả thơm nè. Lưu ý là phải hớt bọt thường xuyên để nước mắm được để lâu hơn ha. Mấy bà nấu tới khi nào mà nước mắm hơi sệt sệt lại là được. Đừng có để nó bị đặc quá nha. Tại vì xíu hồi nó nguội nó còn đặc hơn nữa. Lượt bỏ đi phần thơm xong rồi để nguội rồi hẳn cho tỏi và ớt vô ha. Pha nước mắm xong thì thịt sườn của tôi cũng được rồi nè. Tôi thích sườn nướng ở trên bếp than á. Miếng thịt có vị thơm đặc trưng lắm. Mấy bà cũng có thể nướng với nồi chiên không dầu nữa. Mấy bà nhìn miếng sườn ướp với sữa đặc ông thọ trong có mọng nước với ngon cơm không? Sườn mềm, thấm vị, đậm đà, thơm nước mũi luôn. Nếu mà không thích cốt lết đó, mấy bà có thể ướp chung với lại sườn non nữa, ăn nó cũng tét cái nách.